Xin chào các bạn khán giả của E-Channel, chúng ta đang quay trở lại với Gặp Nhau Cuối Ngày vào mỗi buổi tối. Và ngày hôm nay, ngày mùng 7 Tết Nhâm Dần và cũng là ngày làm việc đầu tiên của đa số mọi người. Hy vọng là các bạn sẽ có một ngày đầu xuân năm mới thật nhiều khởi sắc nhé. Còn ngay bây giờ thì hãy cùng Gặp Nhau Cuối Ngày tổng hợp lại những tin tức nổi bật nhất có trong ngày hôm nay. Như vậy là sau 4 năm vắng bóng trên đường đua K-pop thì vào ngày hôm nay nhóm nhạc Big Bang đã ấn định thời gian quay trở lại và đồng thời thì thành viên T.O.P của nhóm cũng đã xác nhận rằng sẽ rời khỏi công ty chủ quản YG. Vào ngày 7 tháng 2 thì truyền thông tại Hàn Quốc đã đưa tin rằng chuỗi ngày tạm dừng hoạt động của Big Bang cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết. Và theo như thông báo từ phía YG Entertainment, nhóm sẽ phát hành ca khúc mới vào mùa xuân năm 2022. Họ đã hoàn thành việc thu âm và đang chuẩn bị quay MV. Tuy nhiên thì đây không phải là thông tin duy nhất mà YG công bố vào dịp đầu năm này. Mặc dù Big Bang đang chuẩn bị comeback nhưng mà người hâm mộ lại phải đón nhận một tin không mấy vui vẻ khi mà T.O.P đã kết thúc hợp đồng với YG. Công ty đã cho biết rằng T.O.P đã chấm dứt hợp đồng với YG và sẽ tham gia nhiều thử thách với tư cách là nghệ sĩ và doanh nhân. Chúng tôi tôn trọng ý kiến của T.O.P rằng anh ấy muốn mở rộng hoạt động cá nhân bên cạnh Big Bang và chúng tôi cũng đã thảo luận kỹ càng với các thành viên khác. Mặc dù rời công ty mà mình đã gắn bó nhiều năm nhưng mà nam rapper này thì vẫn là một phần của Big Bang và sẵn sàng cho hoạt động tương lai cùng với nhóm. Sự trở lại trong mùa xuân năm nay sẽ là lần đầu tiên mà boy group đình đám nhà YG sẽ trở lại sau 4 năm vắng bóng. Kể từ ca khúc Flower Road vào năm 2018, đội hình thì chỉ còn lại 4 thành viên do Seungri đã rời đi vì loạt scandal trước đó. Những ngày gần đây thì cộng đồng mạng đang xôn xao trước một đoạn clip có nội dung nhằm châm biếm phái nữ. Và ngay lập tức thì đoạn clip này đã nhận về nhiều sự chỉ trích từ phía cư dân mạng. Được biết thì một tài khoản TikTok có tên là HAT Snow với khoảng 2,9 triệu người theo dõi đã đăng tải một clip với nội dung được cho là châm biếm và hạ thấp phái nữ khi mà diễn tả lại những hành động như là cố tình che đi những phần nhạy cảm, con gái chơi top top kiểu. Clip gây tranh cãi này đã được hơn 8,3 triệu lượt xem cùng với hàng ngàn bình luận. Đa số ý kiến thì đều cho rằng anh chàng này đang đánh đồng cách quay TikTok của phái nữ và việc con gái nhảy TikTok và phải che đi những chỗ nhạy cảm là điều hoàn toàn bình thường. Bên cạnh đó thì việc đánh đồng toàn bộ con gái cũng khiến cho nhiều người bất bình. Tuy nhiên thì cũng có một số bình luận đã bênh vực cho anh chàng này. Ví dụ như là mình không muốn nhắc lại câu là con trai bây giờ đều giống nhau đâu nên đừng có làm quá cái content này lên, đừng có nữ quyền. Hiện tại thì nhân vật chính trong đoạn clip vẫn chưa lên tiếng về nội dung của đoạn clip phản cảm này. Sau khi giúp cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lần đầu tiên giành chiếc vé tham dự World Cup, thì mới đây huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng đã xác nhận rằng sẽ thôi không dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam khi tham dự World Cup 2023. Trả lời với phía báo chí trước sự thành công của đội tuyển nữ Việt Nam khi mà xuất sắc ghi tên mình vào giải đấu lớn nhất thế giới, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng vì đã giành được chiến thắng và thực hiện đúng lời hứa với người hâm mộ nước nhà. Tôi cũng xin cảm ơn tất cả các tuyển thủ và toàn thể thành viên của đội tuyển vì đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn và vất vả để có được thành quả ngày hôm nay. Tuy nhiên, ở thời khắc quan trọng này của bóng đá nữ Việt Nam, ông Mai Đức Chung lại bất ngờ thổ lộ ý định là sẽ từ chức vì tuổi cao sức yếu và không thể tiếp tục chịu đựng áp lực lớn." Huấn luyện viên cũng cho hay: "Năm nay tôi đã 72 tuổi và ngưỡng tuổi này thì nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Tôi đã sụt ký và mất ngủ trong một khoảng thời gian cùng với đội tuyển thi đấu Asian Cup 2022 vì áp lực và mệt mỏi. Tôi nghĩ đã đến lúc mà mình phải dừng lại và nhường vị trí này cho các huấn luyện viên trẻ hơn. Tôi sẽ hỗ trợ Liên đoàn bóng đá Việt Nam tìm người thay thế và có thể ứng cử viên sẽ là một huấn luyện viên ngoại quốc. Trong thời gian tới thì tôi sẽ làm cố vấn cho đội chứ không đảm nhận nhiệm vụ là trực tiếp nữa." Dù đã thổ lộ ý định xin từ chức nhưng mà huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam ông Mai Đức Chung vẫn mong muốn là sẽ được cùng các học trò của mình bảo vệ thành công trước tấm huy chương vàng SEA Games 31 sẽ diễn ra tại Việt Nam. Sau đó thì ông có thể tạm dừng công việc để nghỉ ngơi hoặc là làm nhiệm vụ tư vấn và hỗ trợ cho đội tuyển nữ Việt Nam trong giai đoạn chuẩn bị cho World Cup 2023. Được biết thì tấm vé dự vòng chung kết của World Cup của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam hiện tại đang là sự kiện nóng hổi với bóng đá nữ của khu vực. Truyền thông Đông Nam Á cũng đã dành khá nhiều thời lượng để bàn luận về vấn đề này. Trang Vocket FC của Malaysia cũng đã thông tin rằng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có chiếc vé tham dự vòng chung kết của World Cup bóng đá nữ năm 2023. Họ vừa làm nên một lịch sử sau trận đấu 2-1 trước đội tuyển Đài Loan. Lần đầu tiên vượt qua vòng loại của giải vô địch thế giới, đội tuyển Việt Nam sẽ đồng hành cùng với Philippines để đại diện cho Đông Nam Á tham dự World Cup vào năm sau. Trong khi đó, thì tờ Siam Sport của Thái Lan lại chia sẻ rằng các cô gái của Việt Nam đã đánh bại Đài Loan với tỷ số 2-1 để giành chiếc vé của khu vực châu Á tham dự vòng chung kết của World Cup bóng đá nữ. Đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt hơn hẳn đối thủ trong trận đấu này với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 70%. Như vậy là đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nhận được tiền thưởng tham dự World Cup 2023 từ FIFA.
Con số này được khẳng định là có giá trị cao với bóng đá ở Việt Nam. Ở World Cup 2023 thì số đội sẽ tăng từ 24 lên 32, nhưng mà tiền thưởng sẽ tăng gấp đôi từ 30 triệu lên 60 triệu USD, cao nhất trong lịch sử của các kỳ World Cup dành cho nữ. Như vậy là các khoản thưởng tối thiểu cho 32 đội tham dự chắc chắn sẽ không thấp hơn 4 năm trước. Tiền thưởng sẽ được gửi về các đội tuyển sau khi tham dự giải đấu này. Chiếu sang kỳ World Cup tiếp theo thì đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam ít nhất sẽ nhận được khoản thưởng là 750.000 USD, tức là khoảng 17 tỷ đồng. Tuy nhiên thì con số này khả năng sẽ cao hơn, tối thiểu là khoảng 1 triệu USD, tương đương với khoảng 22,5 tỷ đồng. Như vậy là đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nhận được khoảng gần 23 tỷ đồng tiền thưởng từ FIFA. Ngoài ra thì đội tuyển nữ Việt Nam đang có hơn 16 tỷ tiền thưởng, trong đó thì VFF thưởng 5,5 tỷ đồng. Dự kiến thì con số thưởng của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ còn tiếp tục tăng lên trong vài ngày tới. Hiện tại nếu cộng cả 17 tỷ của FIFA thì đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có hơn 33 tỷ đồng tiền thưởng. Với đội tuyển nữ Việt Nam thì số tiền nói trên là hoàn toàn xứng đáng. Toàn đội đã có gần 2 tháng xa nhà vào dịp Tết và vượt qua rất nhiều khó khăn để có thể giành được chiếc vé tham dự World Cup 2023. Xin được chúc mừng cho các cô gái. Như vậy là sau một kỳ nghỉ dài của Tết Nhâm Dần 2022 thì hãng hàng không đã ghi nhận tình trạng thiếu vé và giá vé đang tăng đột biến. Ngay cả những chiếc vé hạng thương gia từ thứ 2 đến thứ 6 cũng đã bị đặt hết, còn vé hạng phổ thông thì lại càng hiếm hơn. Được biết thì cách đây 2 hôm, tức là ngày mùng 5 Tết thì thị trường giá vé chiều Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng lên gấp 5 lần so với trước Tết. Hạng phổ thông và hạng thương gia thì còn rất ít vé. Tình trạng vé của các hãng trong sáng ngày thứ 2 thì như sau. Với Vietnam Airlines thì từ ngày mùng 7 cho đến ngày 11 tháng 2, các vé hạng phổ thông ở các chuyến Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh gần như là đã hết sạch, chỉ còn từ 1 cho đến 5 vé trên một vài chuyến, ở mức giá là khoảng từ 3,5 triệu đồng một người, ngay cả khi lựa chọn đi hạng thương gia với mức giá là khoảng 8,5 cho đến 10,2 triệu nhưng vẫn còn rất ít. So với Vietnam Airlines thì các hãng trên chặng Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh như là của Bamboo Airways trong tuần này thì có mức giá mềm hơn một chút, từ khoảng 2,7 triệu một người cho hạng phổ thông và khoảng 7,2 cho đến 9 triệu cho hạng thương gia. Tuy nhiên thì đi kèm với giá rẻ là tình trạng cháy vé từ thứ 2 cho đến thứ 7. Hãng hàng không Vietjet Air thì có mức giá mềm chỉ từ khoảng 2,7 triệu một người, nhưng mà để tìm được vé máy bay của Vietjet Air từ thứ 2 cho đến thứ 6 cho đoàn từ 2 người bay thì gần như là không thể. Các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã cùng tổng hợp lại những tin tức nổi bật và đáng chú ý nhất có trong ngày hôm nay, ngày mùng 7 Tết Nhâm Dần và cũng là ngày mùng 7 tháng 2. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và chúc các bạn ngủ ngon nhé.